Ở tập trước, Tiêu Viêm đã lựa chọn hồi sinh thiên hỏa tôn giả thay vì luyện chế ách năng độc thể cho Tiểu Tiên, và đây chính là lựa chọn tốt nhất thời điểm hiện tại. Thế nhưng trước khi làm được điều đó, anh phải luyện chế xong một viên âm dương mệnh hồn đan, một loại đan dược cấp 7 mà quá trình luyện chế này sẽ mất 7 ngày 7 đêm. Để bắt được Tiểu Tiên, lần này thì Băng Hà Cốc đã không tiếc tay, ngoài Thiên Xà, cường giả Kiều Tinh đỉnh phong đấu tông, còn có 3 cường giả đấu tông khác cũng đến truy đuổi. Tốc độ của 4 người này rất là nhanh. Trong khi đó, Tiêu Viêm đã hoàn thành việc luyện chế âm dương mệnh hồn đan sau 7 ngày 7 đêm. Sau khi có được đan dược, Tiêu Viêm đã bắt đầu hồi sinh Thiên Hỏa Tôn Giả bằng cách sử dụng thi thể của Vân Sơn. Tuy nhiên, quá trình này mất một chút thời gian và Thiên Xà đã đến nơi. Ở phía ngoài, Tiểu Y Tiên và Địa Khôi ra tay ngăn cản Thiên Xà trưởng lão. Thiên Xà đúng là có lý do để kiêu ngạo, vì sức mạnh đấu khí của hắn đã đạt tới đỉnh phong của Cửu Tinh đấu tông. Gặp Tiểu Y Tiên, hắn lớn tiếng chế nhạo, thách thức nàng thể hiện sức mạnh. Dù Tiểu Y Tiên chỉ có thực lực lục tinh đấu tông, nàng vẫn không hề sợ hãi và quyết tâm chiến đấu. Sau những lời thách thức, cuộc chiến thực sự đã bắt đầu. Thiên Xà dù chống gậy vẫn nhanh hơn Tiểu Y Tiên nhiều lần, dễ dàng né tránh các đòn tấn công của nàng. Sau đó thì hắn tung một chiêu Thiên Hàn Trường đầy sức mạnh, một áp lực khủng khiếp lao thẳng vào Tiểu Y Tiên, phá vỡ màn chắn đấu khí của nàng ngay lập tức. Cùng một lúc đó, Địa Khôi cũng lao tới tấn công Thiên Xà. Dù sức mạnh của Địa Khôi gần chạm tới Bát Tinh đấu tông, thế nhưng trước mặt Thiên Xà, hắn vẫn chẳng là gì cả. Thiên Xà bình thản đánh bay Địa Khôi chỉ với một cú chưởng. Tiểu Y Tiên và Địa Khôi dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, và chỉ sau vài hiệp, cả hai rơi vào thế bại trận. Thiên Xà vừa ra đòn vừa chế giễu Tiểu Y Tiên, bảo rằng nếu nàng không theo hắn về Băng Hà Cốc thì chỉ có thể mang xác trở về. Dù vậy, Tiểu Y Tiên không chịu khuất phục, nàng thà chết chứ không theo Thiên Xà trở về. Do Tiêu Viêm còn đang hồi sinh Thiên Hỏa Tôn Giả, Tiểu Y Tiên buộc phải liều mạng, chuẩn bị giải phóng ách năng độc thể để quyết đấu với Thiên Xà trưởng lão. Thiên Xà trưởng lão không chỉ nắm giữ sức mạnh vượt trội, mà còn có khả năng điều khiển không gian và nắm giữ những bí thuật đỉnh cao của Băng Hà Cốc, bao gồm cả kỹ năng băng phong. Khi mà phát hiện Địa Khôi chỉ là một con khôi lỗi, Thiên Xà không còn hứng thú đấu trực diện với nó mà tập trung truy đuổi Tiểu Y Tiên. Cuối cùng, Thiên Xà đã tìm được cơ hội đánh bại Địa Khôi và băng phong Tiểu Y Tiên trong một khối băng lớn. Đúng lúc nguy cấp, Thiên Hỏa Tôn Giả cuối cùng cũng đã hồi sinh. Dù sức mạnh của ông chỉ đạt tới nhất tinh đấu tôn do đan dược không hoàn hảo, thế nhưng với ông, một cường giả đấu tôn, việc đối phó với một đấu tông đỉnh phong như Thiên Xà chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn Giả là cường giả đấu tôn, Thiên Xà đã sợ hãi. Thiên Xà đối diện với Tiêu Viêm và Thiên Hỏa Tôn Giả, cảm nhận rõ sức mạnh khủng khiếp của đối phương, đặc biệt là Thiên Hỏa Tôn Giả. Thiên Xà cố gắng thương lượng thế nhưng bị Thiên Hỏa Tôn Giả từ chối, khiến hắn cùng với ba trưởng lão cảm thấy lo lắng trước sức mạnh áp đảo đó. Ba trưởng lão của Băng Hà Cốc lo lắng khi mà đối mặt với sức mạnh áp đảo của Thiên Hỏa Tôn Giả. Thiên Xà mặc dù đối diện với đấu tôn vẫn không chịu lùi bước và ra lệnh cho đệ tử của Băng Hà Cốc triển khai trận pháp Càn Long Huyền Minh. Trận pháp này tạo ra hàn băng cự long khổng lồ. Tuy nhiên, Thiên Hỏa Tôn Giả dễ dàng phá hủy con cự long bằng năng lượng điều khiển không gian, khiến trận pháp thất bại và các trưởng lão Băng Hà Cốc trọng thương, thể hiện rõ ràng sự áp đảo tuyệt đối của đấu tôn cường giả. Thiên Xà bị thương nặng sau khi đối đầu với Thiên Hỏa Tôn Giả, trong khi các đệ tử của Băng Hà Cốc bị đánh bại và ba trưởng lão chỉ còn lại một chút sức lực. Thiên Xà nhận ra không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, liền mở ra một không gian thông đạo để trốn thoát. Tuy nhiên, Thiên Hỏa Tôn Giả cố gắng ngăn chặn. Trong tình huống nguy cấp, Thiên Xà không ngần ngại hy sinh đồng bọn, khiến một trưởng lão tự bạo, tạo ra lực cản đủ để thoát thân. Thiên Xà sau đó tiếp tục tấn công hai trưởng lão còn lại, khiến họ nổ tung để tạo thêm cơ hội chạy trốn. Thiên Xà thành công trốn thoát qua không gian thông đạo sau khi hy sinh ba trưởng lão đấu tông, khiến Thiên Hỏa Tôn Giả không thể ngăn cản. Tiêu Viêm nhận ra rằng họ chưa đủ mạnh để đối đầu với Băng Hà Cốc và cần tìm một nơi an toàn để giải quyết ách năng độc thể của Tiểu Tiên. Họ phải tìm một địa điểm có năng lượng chí dương chí cương để áp chế độc thể. Hân Lam gợi ý một địa điểm lý tưởng chính là Dương Hỏa Cổ Đàn tại Diệp Thành, nơi có loại hỏa diễm đặc biệt giúp tăng khả năng luyện đan và có thể hỗ trợ cho Tiểu Tiên. Tiêu Viêm ngạc nhiên về sự hình thành của Dương Hỏa, một hiện tượng tương tự dị hỏa và được Diệp Gia coi là bảo vật. Tuy nhiên, anh lo lắng rằng Dương Hỏa Cổ Đàn chỉ là cấm địa của Diệp Gia và họ có thể không cho người ngoài vào. Hân Lam hiểu được mối quan ngại này, cam đoan rằng nếu Tiêu Viêm quay lại, Diệp Gia sẽ không dám làm gì do đã biết rõ về thân phận của anh, khác với lần trước. Diệp Gia hiện tại đã dần dần suy thoái, ngay cả luyện dược sư đạt tới cấp bậc là thất phẩm cũng chỉ có một mình ông nội, mà với thực lực như vậy thì không đủ để Diệp Gia có thể tiếp tục đứng trong hàng ngũ của Ngũ Đại gia tộc. Nếu không tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngoài, sớm muộn gì thì Diệp Gia cũng sẽ bị các thế lực khác thôn tính. Mà trợ giúp ở bên ngoài, Hân Lam nghĩ rằng không ai có thể thích hợp hơn Tiêu Viêm. Hắn tuổi còn trẻ mà đã là thất phẩm luyện dược sư, thành tựu như vậy đủ để sánh ngang với những thiên tài luyện đan được xem là trăm năm khó gặp trong các gia tộc.
Tiêu Viêm sau khi nghe Hân Lam cam đoan đã chần chừ một chút, thế nhưng mà sau đó cũng đã đồng ý. Anh hy vọng sẽ giải quyết được ách năng độc thể của Tiểu Tiên và hứa sẽ giúp Diệp Sa vượt qua khó khăn. Điều này đã khiến Hân Lam vui mừng vì Tiêu Viêm đã cho Diệp Sa thêm một cơ hội. Cô quyết tâm thuyết phục các trưởng lão trong gia tộc công nhận Tiêu Viêm là vị cứu tinh của Diệp Sa. Tiêu Viêm thì quyết định cùng với mọi người đến Diệp Thành để sớm giải quyết ách năng độc thể của Tiểu Tiên. Sau khi hỏi ý kiến, cả Tiểu Tiên và Thiên Hỏa Tôn Giả đều đồng ý. Với Thiên Hỏa Tôn Giả nhấn mạnh rằng ông có thể tiếp tục tu luyện trong quá trình di chuyển. Tiêu Viêm sau đó dẫn đầu đoàn rời khỏi Lạc Thần Gián cùng với mọi người hướng tới Diệp Thành. Trải qua 2 ngày di chuyển, đám người của Tiêu Viêm dần dần tiếp cận cửa ra vào Lạc Thần Gián. Lưu lượng người qua lại ở nơi đây ngày một nhiều. Thấy vậy, để an toàn, đám người của Tiêu Viêm mặc áo choàng, che đi dung mạo. Theo như lời của Hân Lam, nhóm người bọn họ đã bị Băng Hà Cốc phát lệnh truy nã. Tuy không sợ, thế nhưng nếu bại lộ sẽ gây phiền toái. Mà chuyện quan trọng nhất đối với nhóm Tiêu Viêm hiện tại chỉ là mau chóng giải quyết ách năng độc thể của Tiểu Tiên. Vậy cho nên không gặp phiền toái đương nhiên là tốt nhất. Lối vào Lạc Thần Giản vẫn như trước đây, đầy người qua lại, không vì thời gian qua đi mà giảm bớt. Xem ra rất nhiều người động tâm với cái giải thưởng cao ngất ngưởng của Băng Hà Cốc. Lạc Thần Giản hiện nay bởi vì đám đệ tử đi theo Thiên Xà đã chết hết nên không có bất cứ đệ tử nào của Băng Hà Cốc đến đây dò xét. Vậy cho nên đám người Tiêu Viêm cũng không gặp một chút trở ngại nào cả, cực kỳ thuận lợi rời khỏi Lạc Thần Giản, sau đó tìm con đường hẻo lánh trực tiếp thẳng tiến đến Diệp Thành. Lạc Thần Giản cách Diệp Thành không xa, với tốc độ của đám người Tiêu Viêm chỉ cần nửa ngày đã đến nơi thành thị phồn hoa này tọa lạc. Bọn họ trực tiếp bay xuống trong thành, cũng không dừng lại, dưới sự chỉ dẫn của Ân Lam đã đi tới trung tâm của Diệp Thành. Sau một thời gian, bọn họ đã đi tới trước đại môn của Diệp gia. Bây giờ đại môn của Diệp gia đã sớm mở rộng, mà khiến cho đám người Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc chính là ở trước cửa không có lấy một tên hộ vệ nào cả. Hơn nữa ở trên đại môn còn có dấu hiệu bị thần phá. Nhìn thấy đại môn bị thần phá, sắc mặt của Hân Lam khẽ biến, sau đó thì nhanh chóng chạy vào bên trong. Đám người Tiêu Viêm thấy vậy cũng biết có chuyện không hay xảy ra, cũng không nghĩ đến Diệp gia đã sa sút đến tình trạng như thế này. Tiêu Viêm hiện giờ không có mặc áo choàng, thế nhưng mà khuôn mặt đã được ngụy trang nên cũng có một chút biến hóa. Dẫn theo hai người Thiên Hỏa Tôn Giả và Tiểu Tiên, Tiêu Viêm chậm rãi tiến vào trong Diệp gia, men theo con đường nhỏ đi tới. Đi được vài phần chung đã thấy đại sảnh hiện ra trong tầm mắt, mơ hồ còn có tiếng hét phẫn nộ từ nơi đó truyền đến. Tiêu Viêm chứng kiến cảnh hỗn loạn trong đại sảnh Diệp gia, nơi mà Diệp gia đang bị Hắc Hỏa Tông tấn công. Hân Lam thì phẫn nộ khi mà thấy tình cảnh gia tộc của mình suy yếu, bị đối thủ xâm nhập. Đối đầu với Diệp gia là hai lão giả từ Hắc Hỏa Tông có thực lực mạnh mẽ, cả hai đều đặt lục tinh đấu tông. Hắc Hỏa Tông muốn hợp nhất Diệp gia, thế nhưng bị Diệp Trọng, người đứng đầu Diệp gia, từ chối quyết liệt. Tình thế căng thẳng, Diệp gia đang đối mặt với mối đe dọa lớn. Diệp Trọng và Diệp gia đối mặt với sự đe dọa từ Hắc Hỏa Tông khi mà hai lão giả của tông môn này thả hàng loạt quan tài đen vào trong đại sảnh, đe dọa rằng nếu Diệp gia không quy phục, số quan tài này sẽ dành cho họ. Tiêu Viêm thì đứng ngoài quan sát, nhận thấy có một chiếc quan tài thừa, rõ ràng là dành cho Hân Lam, người đã đi theo nhóm của Tiêu Viêm. Hân Lam thì phẫn nộ và bất lực, cầu xin Tiêu Viêm giúp đỡ. Tiêu Viêm sau khi nghe lời khuyên của Tiểu Tiên, quyết định sẽ ra tay hỗ trợ Diệp gia như đã hứa. Giờ phút này thì trong đại sảnh, Diệp Trọng cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn của bọn người Hắc Hỏa Tông làm cho kinh sợ. Vậy là nội dung của đấu phá thương khung phần 5 tập 112 của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.